với kênh V Football, nơi cập nhật những thông tin bóng đá mới nhất, nhanh nhất trong 24 giờ qua. Và trước khi đến với nội dung chính, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Cổ động viên MU biểu tình cực gắt, tấn công nhà Glazer. MU duyệt chi, tin tưởng ở huấn luyện viên Ten Hag. Barcelona gặp khó, MU nhận tin vui từ vụ Frankie de Jong. Harry Kane chốt xong thỏa thuận, bom tấn chờ kích hoạt. Cổ động viên MU biểu tình cực gắt, tấn công nhà Glazer. Cuộc săn tên đổi chủ của MU thực sự là dai dẳng và khó lường. Theo những thông tin mới nhất, có vẻ như nhà Glazer đã thay đổi ý định và sẽ không bán đứt quỷ đỏ nữa. Tờ Daily Express cho hay, nhà Glazer đã thay đổi kế hoạch. Thay vì bán toàn bộ câu lạc bộ MU, họ sẽ giữ lại một lượng lớn cổ phần của mình. Dự kiến, trong ngày hôm nay, thứ ba, ngày 27 tháng 6, giới chủ MU sẽ đưa ra thông báo chính thức. Trước đó, đã có thời điểm người hâm mộ MU vui mừng như mở cờ trong bụng khi thông tin Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani sắp hoàn tất quá trình sa nhượng MU. Và lúc này, Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để hoàn thành tâm nguyện. Thông tin nhà Glazer quay xe có vẻ như đã được lan truyền trên diện rộng. Nó đã kích hoạt một làn sóng phản đối dữ dội với các vị tỷ phú người Mỹ trong cộng đồng Man Utd. Vẫn theo Daily Express, nếu thông tin nhà Glazer không bán nước MU được công bố, các fan quỷ đỏ sẽ lập tức tổ chức một cuộc biểu tình với quy mô lớn. Còn nhớ vào tháng 11 năm ngoái, giới chủ Mỹ ra thông báo về việc bán đứt MU. Tuy vậy, gần 8 tháng đã trôi qua, nhưng quá trình sa nhượng vẫn chưa hoàn tất. Sự chậm trễ này đang báo hại quỷ đỏ chưa có những tân binh chất lượng như mong đợi của các Man Utd. Từ Harry Kane, Victor Osimhen, Andre Onana, Kim Min-jae đến Frankie de Jong, không một ai về Old Trafford. Dù tháng 6 đã sắp qua đi, cứ với tình hình thế này, thấy chó huấn luyện viên Ten Hag sẽ bắt đầu tour siêu đấu mùa hè mà không có tân binh nào kịp đổ bộ. Nguồn tin của tờ Daily Mail cho hay, đại diện của tỷ phú Sheikh Jassim cho đến nay đã gửi 5 lời đề nghị sang nhượng đến nhà Glazer. Lời đề nghị gần nhất là trị giá 6 tỷ bảng, chưa kể xóa toàn bộ khoản nợ khoảng 600 triệu bảng đang tồn đọng của câu lạc bộ mà cũng do nhà Glazer gán sang. Nếu nhà Glazer không bán đứt MU mà ưu tiên giữ lại một lượng lớn cổ phần, nhiều khả năng tập đoàn Ineos của Sir Jim Ratcliffe lại thắng thế. Cú quay xe này, nếu là sự thật, sẽ là đòn đánh rất mạnh vào hy vọng của hàng trăm triệu Man Utd trên toàn cầu. Ten Hag cần được tin tưởng trên thị trường chuyển nhượng. Nhìn những hình ảnh của Ilkay Gundogan mặc áo ra mắt Barcelona, người hâm mộ Man City không khỏi nhói lòng. Một miền ký ức thật đẹp đã trôi qua cùng với người cựu đội trưởng. Nhưng với những đối thủ của Man City tại Premier League, đấy là một trải nghiệm kinh khủng khi biết rằng dàn tân binh mà Pep Guardiola chiêu mộ trong mùa hè đầu tiên tại Etihad chỉ còn đúng một người là John Stones. Nói cách khác, Pep đã dùng gần hết khấu hao của một lứa cầu thủ. Chi tiết không chỉ nói lên mức độ tài vị lâu năm của chiến lược gia người Tây Ban Nha, mà còn là sự chịu chi của The Citizen. Không nhiều huấn luyện viên làm việc lâu năm ở một đội bóng như Pep, cũng không có nhiều đội bóng chủ quản dám chi tiền tấn hàng năm như Man City. Sắp tới, nhà đương kim vô địch nước Anh có thể tiếp tục khiến cả châu Âu khóc thét khi chiêu mộ cùng lúc Declan Rice và Josh Gargantio. Nếu họ thành công, vị thế độc tôn của Man City càng vững chắc. Muốn lật đổ Man City, những đối trọng như MU chí ít ra cũng phải làm được những điều tương tự. Thanh lọc đội hình và mua tân binh, quỷ đỏ chắc chắn phải làm. Ngay trong mùa ra mắt sân Old Trafford, huấn luyện viên Erik ten Hag cũng được trọng vọng như Pep ngày xưa khi đã chi tiêu của MU hơn 200 triệu bảng. Thành tích của ten Hag chính ra còn tốt hơn khi thu về một danh hiệu, chứ không trắng tay như Pep. Những điều cần nói là mùa hè thứ hai, đó là vào năm 2017, có tới 9 cầu thủ đội 1 của Man City bị thanh lý. Theo chiều ngược lại, Pep mang về 6 gương mặt mới, tiêu tốn thêm 300 triệu bảng. Tính ra chỉ trong 2 năm, Man City đầu tư cho Pep nửa tỷ bảng, một số tiền khổng lồ. Không cần cộng thêm những mùa chuyển nhượng sau nữa bởi số tiền là quá lớn. Vấn đề là đến tận thời điểm này, ban lãnh đạo Man City vẫn chấp nhận chi thêm rất nhiều tiền nữa, miễn là Pep hài lòng. Nhiều người nói vui rằng nếu được mua sắm như Man City, bất kể huấn luyện viên nào cũng vô địch, chứ không phải chỉ là Pep. Nhưng làm thế nào để đội bóng chịu chi số tiền cho mình như Pep thì họ không biết. Ten Hag hiển nhiên cũng nằm trong số những người ghen tị với Guardiola và tha thiết mong ban lãnh đạo của MU nghe theo mình. Trước Ten Hag cũng có nhiều huấn luyện viên của MU mang chí lớn lật đổ Man xanh, nhưng đều thất bại trước chính các ông chủ của mình. Ten Hag sẽ không có kết cục khác nếu họ chỉ được đầu tư 1 tới 2 mùa giải rồi lại quay về vòng tuần hoàn dằn vặt nhau trên mặt báo khi không có được thứ mà mình muốn. Ten Hag cần được tin tưởng. Và chiều ngược lại, bất luận ông chủ mùa 2023-2024 của MU là ai, họ cũng cần trao niềm tin tuyệt đối cho chiến lược gia người Hà Lan. Sau những gì đã thể hiện, Ten Hag đã cho thấy mình có đủ năng lực để tạo nên một cuộc cách mạng triệt để như Pep 7 năm về trước. Khối lượng công việc mà Ten Hag giải quyết chỉ sau một năm tại Old Trafford là vô cùng ấn tượng. Nếu có thêm trợ lực từ thị trường chuyển nhượng và sau những chính sách hành lang, Ten Hag có thể trở thành cái đầu chọc vĩ đại thứ hai ở thành phố Manchester. Barcelona gặp khó, MU nhận tin vui từ vụ Frankie de Jong. Nhà đương kim vô địch La Liga sẽ phải bán thêm một số cầu thủ trong mùa hè này.
ngay cả Frankie de Jong cũng không tránh khỏi viễn cảnh phải rời Camp Nou. Theo Mundo Deportivo, Barcelona vẫn đang loay hoay trong việc tạo ra khoảng trống trong quỹ lương để phục vụ kế hoạch chuyển nhượng, nhất là khi họ vừa chiêu mộ Ilkay Gundogan. Không loại trừ khả năng Frankie de Jong sẽ bị bán, đặc biệt là khi Barcelona nhận được lời đề nghị 100 triệu euro. Nhà báo Akrab Benayat cho biết, thông tin này thắp lại hy vọng dành cho Manchester United. Ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, Quỷ Đỏ đã đạt thỏa thuận trị giá 80 triệu euro với Barcelona về trường hợp của Frankie de Jong. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan từ chối đoàn tụ với thầy cũ huấn luyện viên Ten Hag do MU không có vé dự Champions League. Một năm sau, tình thế thay đổi, MU giải cơn khát danh hiệu, có vé dự Champions League và cho thấy tham vọng lớn. Đây được cho là những yếu tố mang lại lợi thế khi đàm phán của đội chủ sân Old Trafford. Trong những bài phỏng vấn trước đó, Frankie de Jong từng không dưới 2 lần úp mở về việc khả năng gia nhập MU. Có thể Barcelona từng cố gắng bán tôi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Các bạn không biết những gì đã xảy ra đâu. Trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới, chuyện đó biết đâu lại sẽ diễn ra. Dù sao, tôi cũng đang cảm thấy ổn, ngôi sao người Hà Lan chia sẻ hồi tháng 5. Xa hơn vào tháng 3, Frankie de Jong cũng từng úp mở về khả năng rời khỏi Barcelona. Một phóng viên hỏi Frankie de Jong, bạn sẽ không gia nhập Manchester United vào mùa hè, đúng không? Tiền vệ 26 tuổi bất ngờ trả lời, không, tôi không nghĩ vậy, bạn không bao giờ biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Harry Kane chốt xong thỏa thuận, bom tấn, chờ kích hoạt. Theo Christian Fox, ngôi sao người Anh đã đồng ý rời khỏi Tottenham trong mùa hè năm nay. Tương lai của Harry Kane đang trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Ngôi sao người Anh luôn nằm trong nhóm những chân sân bàn đẳng cấp nhất tại Premier League. Nhưng với một đội hình tầm trung như Tottenham Hotspur, Harry Kane vẫn chưa thể có được bất cứ danh hiệu lớn nào. Chính vì vậy, tiền đạo 29 tuổi đã để ngỏ ý định rời đi vào kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Động thái của Harry Kane nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các câu lạc bộ lớn. Bên cạnh Man United, Bayern Munich cũng muốn sở hữu thủ quân tạm sự. Nhiều nguồn tin xác nhận rằng gã khổng lồ Bundesliga vừa gửi đến Tottenham Hotspur lời đề nghị trị giá 70 triệu euro, nhưng đại diện Bắc London đã sớm từ chối. Chủ tịch Daniel Levy chỉ đồng ý bán Harry Kane nếu nhận về số tiền là 100 triệu euro. Theo nhà báo Christian Fox, thỏa thuận giữa Harry Kane và Bayern Munich xem như đã được chốt hạ. Gia đình của Harry Kane, cha và anh trai đã tiến hành các cuộc đàm phán. Điều kiện tiên quyết trong vụ chuyển nhượng bây giờ là một lời đề nghị hợp lý gửi đến Tottenham Hotspur.